mấy con này vừa cái tầm tiền ông ta mấy anh em chơi mà thật sự là nhiều chơi chơi như này. Tin tưởng anh động sạch sẽ đúng rồi, mình làm gì bây giờ vì là mình làm một chiếc bình hay là còn một chiếc bình khác là ok, còn mình nó đang nhận đổi lắm không có thể chơi đâu. Có thật với anh là em là em chơi toàn cái hàng này nhưng mà vỡ nợ mẹ rồi. Bây giờ mới chuyển vào đây là bạn nó cho cặp loa rồi là thử cái này nghe đỡ rồi. Chứ còn em viền cái hàng này này em mới tìm anh nhưng mà cái đồ Gabo 506 với 203 nó giao bán đầy nó không thích đâu. Chỉ có đồ nội địa là vô địch. Nó sử dụng mà nó sản xuất cho nước nó sạch. Bấm nó sẽ đi được.
tiền em lấy đủ. Biết cái này rồi thì cho anh lấy giấy là anh phải đi trước hai lần lấy cho ba miếng cắt tông được được anh kẹp trước được anh lấy cái cắt tông đó. Yeah.